Tính ra đến cái thời điểm này thì mình thấy là những cái mẫu điện thoại chính hãng tầm giá khoảng 10 triệu chắc là xuất hiện hết rồi. Và để nói một cách thật lòng và nếu như ai hay hỏi mình tầm khoảng 10 triệu nên mua cái điện thoại nào thì trong rất nhiều sự lựa chọn thì mình sẽ khuyến khích các bạn chọn chiếc điện thoại này cái này là dùng từ chia sẻ đến từ bản thân mình thôi tại vì đây là một cái điện thoại mà mình đánh giá nó cân bằng nhất trong cái tầm giá khoảng 10 triệu như thế này thì tầm khoảng 10 triệu các bạn cần một cái điện thoại như thế nào nhiều bạn thì sẽ cần một cái điện thoại mà có cấu hình mạnh để mà chơi game các thứ cho nó sướng nhiều bạn lại cần có một cái camera phải là thật là ngon thật là ảo diệu chụp hình cho nó bá đạo nhiều người thì lại chỉ cần một cái điện thoại nó theo kiểu gọi là nhìn đẹp là được hay nhiều người thì lại cần một cái điện thoại theo kiểu dạng trung hòa nhiều thứ để khiến cho mọi cái trải nghiệm đều không phải suy nghĩ và không cần phải đắn đo kiểu là cái điện thoại này có bị thế này hay không điện thoại này có bị lỗi hay không hay điện thoại này dùng nó thế này thì kia thế lọ thế nó thì chai nói chung là có khá nhiều thứ và để nói một cách công bằng khi mà so sánh với nhiều sản phẩm trong cùng cái tầm giá thì đây lại là chiếc điện thoại mang lại nhiều những trải nghiệm ở cái mức gọi là ổn nhất nên không muốn nói là có nhiều thứ thậm chí là nó còn ao chỉnh so với một vài sản phẩm cùng tầm thì những cái chi tiết nói về việc nó ao chỉnh những cái điểm gì như là IP67 kháng nước các thứ này hay là nó cũng là chiếc điện thoại hiếm hoi duy nhất tầm giá dưới 10 triệu có trang bị chống dung quang học OS mà thực ra là nguyên cái series Galaxy A năm nay đều có chống dung quang học OS từ A33 trở lên thì à đâu từ A23 trở lên chứ đúng không thì đấy các bạn cũng có thể tham khảo thế thì với Galaxy A53 5G chúng ta có gì và sau một khoảng thời gian trải nghiệm tại sao mình vẫn khẳng định đây là một trong những con ngon nhất tầm giá 10 triệu thì nói kỹ hơn nhé let's go cái yếu tố đầu tiên mình phải nói ngay vào luôn đó là cái camera chống dung quang học OS của nó thì để cho các bạn hiểu một điều là chống dung quang học OS nó có công dụng như thế nào thì mình sẽ có một đoạn quay video 4K ở đây compare giữa con này với cả một con khác cũng được đánh giá có cái khả năng chụp hình quay phim khá tốt trong cái tầm khoảng 10 triệu như thế này và các bạn có thể thấy là cái sự ổn định ở video trên con Galaxy A535 g này nó tốt hơn một cách khá là rõ rệt khi quay độ phân giải 4K và 30 frame đương nhiên là tắt hết bỏ những cái AI các thứ gì đó đi để mà cho cái màu sắc nó 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 chuẩn tông nhất và nó không bị kiểu kéo rực rỡ, không bị xử lý quá đà đi và thậm chí một vài những sản phẩm bật AI khi mà quay video còn được có Full HD nên là mình muốn quay 4K để các bạn có thể thấy là OS nó tác động nhiều như thế nào và cái trải nghiệm khi bạn quay video với những chiếc điện thoại như thế này rồi chưa kể nhờ có chúng dùng khoa học OS thì khi mà các bạn cầm máy trên tay để chúng ta chụp cho những môi trường thiếu sáng thì cái tay của các bạn nó cũng đỡ phải áp lực là phải giữ nó thật chặt thật cứng. Đấy đôi khi mà chúng ta có bị rung nhẹ tay thì hình ảnh nó cũng sẽ hạn chế cái yếu tố nó bị nghè mờ đi rất là nhiều và rõ ràng nhờ cái chống rung ăn học os này thì cái trải nghiệm người dùng với cái camera khi mà chụp hình và quay video thì nó đều trở nên nó dễ dàng hơn nó đều trở nên thoải mái hơn rất là nhiều và rõ ràng đó là một trong những cái tính năng mà trước đây chỉ có trên những dòng rất là cao cấp thì Samsung cũng đã mang nó xuống những dòng sản phẩm giá tốt hơn và nó có những cái tác động thực sự đến trải nghiệm của người dùng và mình thích cái điều đó và có một cái cũng hay đó là đây lại là thêm một con hiếm hoi có thể quay video ở mức 4K 30 frame ở camera trước trước sau đều 4K cái này thì nói thật với các bạn là mình cũng không hiểu lý do vì sao mà bao nhiêu hãng khác không làm nhiều mẫu flagship cũng chỉ có 4 HD 60 frame của quay video camera sau khi mình là một thằng dùng điện thoại để quay video rất là nhiều nên mình cũng đang khó hiểu vậy ở cái yếu tố này. Tại làm đâu có khó đâu mà các hãng khác không làm. Chả hiểu kiểu gì luôn. Và yếu tố thứ hai đó là về cái hiệu năng. Ờ, nhiều bạn sẽ nói là ở AC Note 1280 nó có mạnh đâu Tự nhiên ông này ông lôi cái hiệu năng vào đây làm gì Thế thì như mình đã nói rồi đấy Trong cái tầm khoảng 10 triệu Nhiều người thì cần một cái điện thoại mà có cấu hình mạnh nhất Để chúng ta có thể trải nghiệm các thứ các thứ các thứ Thì mình nói luôn con AC Note 1280 này không phải là con chip mạnh nhất trong cái tầm này Các bạn có thể tìm thấy tại thị trường Việt Nam Ở cái tầm giá này chính hãng Thế nhưng mà nó vẫn là một con chip mang lại một hiệu năng mượt mà ổn định Các bạn cứ nhìn những cái hiệu ứng animation mà nó chuyển qua chuyển lại nó bung qua bung lại khi mà các bạn vuốt trên cái màn hình 120 của con này thì các bạn sẽ hiểu cái điều mà mình muốn nói đến. Với những người sử dụng điện thoại của Samsung đôi khi nhiều bạn người ta không quá quan tâm về vấn đề game đâu, mà chỉ cần dùng mượt là được. Phản hồi mọi thứ nó nhanh là được, hay là chúng ta lướt TikTok nó ok là được. Rồi lâu lâu chúng ta có chơi một hai trận Liên Quân nó ổn ổn là được. Thì đây, nhưng thứ đó con Galaxy A53 5G này đáp ứng một, một cách rất là tốt với con Exynos 1280. Qua rồi cái thời mà ai cũng chơi Exynos các thứ. Exynos này nó ngon các bạn ạ, à. chứ không phải là dạng vừa đâu mà thậm chí nó có luôn 5G để giúp chúng ta có thể kết nối đến cái công nghệ mạng dữ liệu di động xịn nhất bây giờ đó à, vẫn biết là không phải ai cũng được sử dụng 5g như mình nên ở khu vực mình đang ở thì không có 5g nhưng mà chúng ta có thể đi đến những nơi có 5g để mà trải nghiệm mà ok và sắp tới 5g phổ biến tại việt nam thì sẵn sàng sử dụng ngay và luôn trên cái điện thoại này nó cũng hay mà Ok chưa? Và Exynos 1280 còn có một cái mình khá là thích đó là nó rất mát mẻ trong quá trình sử dụng và thậm chí trong quá trình mà các bạn trong team mình test với những cái phần mềm như là Antutu, 3D band, rồi Kích Ben các thứ thì gần như máy không bao giờ nó buồn nóng lên quá nhiều. Thậm chí có chơi game một hai tiếng liên tục thì nó cũng chỉ ấm ấm lên một chút xíu thôi. Mình nghĩ đến từ việc là con này nó có cái vỏ nó bằng nhựa và nó không tỏa nhiều nhiệt ra đến tay của người dùng và thậm chí là cái con chip này cũng không nóng đến mức độ mà nó khiến cho cái hiệu năng của máy bị ảnh hưởng nếu như chẳng máy nó bị nóng lên thêm một chút xíu nữa đấy, nên là các bạn vẫn có những trải nghiệm thực sự rất là thoải mái rất là tuyệt vời trên cái điện thoại này và đấy là cái thứ mình phải khẳng định là nó mang lại trải nghiệm cực kỳ ngon hay như mình đã nói nó có cái kháng nước ip 67 các bạn cái đấy thì khỏi bàn rồi ngon nhất trong tầm giá dưới 10 triệu chính hãng tại việt nam rồi cái màn hình này của chúng ta infinity o super amoled 120 trăm nó vừa đẹp hiển thị nó vừa ngon bây giờ là còn đóng thêm cả quả 120 hai nó lại mượt mà nữa thế thì các bạn nghĩ sao năm ngoái thì galaxy a 52 thì chỉ có 90 hẹp nên Galaxy A52 5G sau này là Galaxy A52s chúng ta mới có 120 hẹp thì bây giờ với A53 phiên bản base nhất thì bản chất nó cũng là A53 5G mà thì chúng ta cũng đã được trải nghiệm cái cái màn hình này rồi và độ sáng của con này picto đa lên tới 800 nit thế nên là đôi khi các bạn mà sử dụng ở ngoài trời á thì chúng ta vẫn có thể nhìn thấy cái màn hình này với một cái trải nghiệm ở mức gọi là chấp nhận được và nó vẫn sẽ giúp các bạn có thể chụp hình quay video ngoài trời một cách khá là dễ dàng và đấy vẫn là một trong những thứ mà Samsung mang lại trải nghiệm có thể nói là ngon trong cái tầm giá dưới 10 triệu này tại Việt Nam thực sự để mà nói thì màn hình của Samsung nó vẫn là một cái thứ gì đấy người ta gọi là uy tín cho các bạn tức là nhìn vào cái màn hình này các bạn thấy nó rực rỡ nhiều nịnh mắt nhìn rất là sướng và đương nhiên nó cũng hỗ trợ đầy đủ tất cả những cái tính năng của màn hình super amoled ở phía bên trong này như là một vài chế độ tùy chỉnh này hay là các bạn có thể cân bằng màu lại các thứ cho nó hợp với cái gu mắt của bạn hơn loa stereo cũng có luôn thậm chí nghe nó còn to hay nữa rồi vân tay nhúng bên trong màn hình có hết có thiếu cái gì đâu cái thiếu duy nhất của con Galaxy A535G này á đó là nó không có cái camera telezoom quang học mà thôi nhưng chúng ta vẫn có thể dụng camera 64 chấm chính và hybrid zoom 2x với một chất lượng cực kỳ tốt nên nói chung là zoom cận cận thêm một chút xíu thì các bạn yên tâm nó vẫn tín lắm, nó vẫn uy tín lắm. Thậm chí dung lượng pin cũng tới 5000 mAh, sạc nhanh thì 25W. Đấy, nói chung là các người anh em chọn con này thì mình nghĩ là nó sẽ cân bằng. Nhìn vào một cách cụ thể, tuy nó không có những cái thông số nó hào nhoáng về mặt cấu hình, tuy nó không có những thứ gì đến nó ghê gớm về thế này thế nọ thế nọ Thế chai sạc nhanh như các thứ kinh khủng, nhưng mà tổng thể trải nghiệm trên con Galaxy a 535 g này, mình vẫn đánh giá là nó toàn diện nhất, nó dễ dùng nhất và nó khiến cho các bạn không phải lo lắng về bất cứ một thứ gì xoay quanh Vậy thì các bạn nghĩ sao? về chiếc điện thoại này với con Galaxy A53 5G này hãy để lại ý kiến ở comment phía bên dưới nhé cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau bye